mỗi ngày tôi chấm điểm. Bây giờ là các bạn là quá thân mà rất là đẹp. Bây giờ là các bạn trước khi bước vào ngày này chúng ta thấy đi từ Bắc đến Nam đến giờ các bạn đến có mặt tại đây để từ thức đến miền Trung thân yêu của vùng Ninh Thuận Bình Thuận. Hội chế đội toàn quốc đang ghé thăm và làm công tác xã hội tại Bình Thuận Ninh Thuận. Và các bạn được giao lưu với lại dân tộc Chăm, chúng ta có những người bạn đầy ấn tượng. Báo với chú Hoài ơi, chú Hoài, đây là những sản phẩm trong cái phòng nghỉ của chú không hết. Còn cái này là cái bình nước nhà của chú nè chú. Không biết có mượn cái cái lẩu nấu cơ. Nấu canh của chú cái lẩu. Rất ấn tượng. Ở đây là Nguyễn Nụ. Wow. Quá nhiều chiếu sói ánh tráng rồi, quá dữ dội. Rất nhiều dây không biết gì nào thiệt, gì nào giả. Nhớ nha, giữ nha. Các bạn đừng quên sự chờ đợi. Ôi, phút chiếu truyền hình đâu nhiều quá vậy. Quay phim phải trả tiền bản quyền đó nha. Bắt đầu thể hiện tình cảm và sự thăng hoa trong lịch nhạc Chăm. Xin mời, bắt đầu. Chúng ta được làm quen với người nào của mình đến giây phút này ta có số điểm và các bạn thân mến. Bây giờ tôi mới phát hiện thêm một mặt hàng nữa của chú Hoàng, chú ơi. Cái màn cái phòng của chú á, có cái màn á, có cái màn này nè, lại luôn cái màn à, che cái phòng. Để gặp nhiều bạn nhá. Bắt đầu em mới tên của em và đến từ đơn vị Tú Hải Phòng. Tú phải không? Người sinh nhà em Ngọc Quảng Ninh. Rồi những người bạn thân thương như bóng dữ ta hay đồng đội mình. Em trường hợp quá thanh hóa có một điệu múa rất là dễ thương, có một động tác mà làm hoài à. Em muốn lỡ cái đá cái chân cái này đi. Rất ấn tượng của nữ thần Yoga. Và hay ha. À, em tên là đơn vị? Em là Thủy đến từ Bắc Giang. Thủy Bắc Giang, Bắc Giang đâu rồi? Yeah. Em tên là? Em tên là Liêm. Đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hay không nghĩ rằng trong số các anh chị của hội đồng đội Trung ương là có em. Mà em tham gia mấy ngày nay quá trời môn luôn á. Môn nào cũng tham gia hết, đó là môn phụ thôi, môn chính thì đó hết rồi. Mà bay giám khảo, chấm môn chính là môn phụ có mặt đủ, môn phụ này cũng tham gia đó. Một ngày giữ tay cho em gái của chúng ta. Cái đầu tiên mà tôi điểm danh dân tộc cũng như các đơn vị đó, tôi hỏi đơn vị Đoàn Bến Tre
thì các bạn của Bến Tre là không có là có, mà tự nhiên các bạn ở đây là có. Tôi mới ngạc nhiên đó, Bến Tre sao có giọng nói rất là lạ. Em ở đâu? Dạ em ở ông đội sư Vương Bến Tre, ở Bến Tre để em bắt con tàu. Em gặp Bụi Tre. Bác giám khảo ơi, đó là những tình cảm của các bạn của trách đội của chúng ta. Bây giờ đây ban giám khảo chuẩn bị cho điểm. Rồi thứ nhất, bến nước tình yêu, bến nước của điều của dân tộc Chăm, bến nước của lãng mạn của những đôi của trách đội. Bắt đầu. 19 và 18 điểm năm. Bến nước tình yêu nơi được dừng chân lại những người trách đội của chúng ta khắp mọi miền đến Bình Thuận, Bình Thuận thân yêu đến được các bạn của chiến đội 2. Ban giám khảo bắt đầu. 20 tình yêu bến nước của những người trách đội làm cái việc thân vì đàn em thân yêu làm cái việc sẵn sàng. Ban giám khảo cho điểm của chiến đội 3. 18.5, 18, 17 và 17. Chị đội 3 nhớ nhả cái lẩu đó cho chú Que nha. Cảm ơn các bạn. Và giờ đây chúng ta phải nhìn thấy cho đoàn tàu của chúng ta, những vụ trách đội toàn quốc đang đi bước tiếp theo lên tàu để các bạn về đất phương Nam. Các bạn thân mến, các bạn về đến 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, các bạn ghé đến Cần Thơ, Trà Vinh, Vĩnh Long, Sa Đéc, Long Xuyên. Và giờ các bạn đến giao lưu với lại các bạn của quê hương đất nước 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Xin mời ba đôi muốn lâm thô. Và bây giờ ban giám khảo và các bạn sẽ được xem dự thi điệu múa lâm thôn, điệu múa đặc trưng của 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và các bạn thân mến, nếu đến nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có Hoa Chăm Ba, đến với Vương quốc Campuchia có Hoa Chăm Ti, và chúng ta đến với Việt Nam có Hoa Đu Đủ, đó là bài dân ca múa lâm thôn được thể hiện bài Hoa Đu Đủ của ba đội. Bắt đầu. Đây là đứa em ở Hà Tĩnh, đúng hay sai? Đúng ạ. Đúng, mua rất là ấn tượng. Chúng ta xem chàng trai của mình ở dưới cây xanh trồng nữa trong xanh hoa vui. Mình lời quê xa thơm. Xin cảm ơn. Bạn càng múa thấy các bạn cái bụng càng bự. Rất nhiều.
Rồi chúng ta chờ xem làm quen từng bạn là sao đó. Thứ nhất, cái chàng trai đến từ dạ tỉnh Hậu Giang. Hậu Giang, quê hương của Hậu Giang, quê hương của sông Hậu. Em tên là dạ, em tên là Lộc. Lộc, bạn gái tên là dạ Ngọc. Ngọc, Ngọc à. Như vậy là em đã ảnh hưởng của hai bông rồi đó. Tên của em Ngọc à. Xong rồi nữa. Rồi, em đến từ dạ Hậu Giang ạ. Hậu Giang, hỏi thăm mấy Ngọc chút xíu, em bao nhiêu kg? Dạ 40 ạ. 40 kg, em nhìn chàng trai của em là bao nhiêu kg? Quá hợp luôn. 40 kg. Cảm ơn hai chàng trai và bà bé gái của chúng ta là đến từ Hậu Giang. Bạn gái chúng ta bước lên. Em gái thân mến, em đến từ dạ Kiên Giang. Kiên Giang. Em đang làm việc tại trường tiểu học Thành Hưng 1. Thành Hưng 1, nơi đó là có sông, có suối, có nước, có cá, có cái gì nhiều nhất? Dạ, có lúa nhiều nhất. Cho thầy to nóc ao luôn. Có lúa nhiều nhất. Chàng trai bước lên, bạn đến từ Kiên Giang. Hay quá vậy ta, một đôi Kiên Giang luôn, múa điệu múa của quê hương miền Tây. Hình như là chi đội có ý làm sao hết ta. Đem sản phẩm của mình ra. Ta đến từ, bạn gái đến từ. Dạ, em đến từ quê hương của Ba Định, của Đồng Khởi. Đồng Khởi, Bến Tre. Thì nói Bến Tre đi, tự nhiên đến từ của Ba Định. Em đến từ. Em đến từ Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, gia làng của Hà Tĩnh, gia làng Hà Tĩnh đủ chưa? Dạ, đủ rồi. Đủ rồi. Dễ ta. Rất tấn cường, rất dễ thương, mộc mạc, tham gia hội đào. Và bây giờ, các bạn nghe lại điệu nhạc và sau đó là bà nhân đã chuẩn bị cho điệp. Muốn hỏi em bên ấy có gia đình hay còn là thiếu nữ? Chợt nghe em nói nồi hoa kia chớ tên gì? Bà em ơi, tên em phải tên gì? Ban giám khảo cho điểm, tôi cũng muốn lâm tôn chi đội 1. Wow! 19, 19, 20 và 20! Chợt nghe em nói lời hoa kia chớ có ăn tên gì? Bà em hay nói bên dòng nước trong xanh có lời hoa yêu quý, ngàn đời khoe sắc hồng. Hãy dẫn đạo cho điểm chi đội 3. Wow, 18, 19, 19 và 10 trên. Xin cảm ơn những đôi bạn và những người mà chấp đội rất nhiệt tình, những chạy sinh của đàn của Liên Hoan 2014. Cha cha cha. Đó là những gì? Đó là thông điệp. Thông điệp của cha 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 cha. Wow. Wow. Bước lên đây chào khán giả đã. Vô cái gì dẻo rồi. Lên 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 chào khán giả luôn xuống. 3, 2, 1. Ban giám khảo thân mến. Từ từ. Ban giám khảo thân mến, thầy còn có yêu cầu các đội là phải tìm chất liệu để thể hiện lên bài, hoặc là phải kiếm luôn bộ đồ, đúng là bộ đồ của nhà tiệc luôn, chứ bận bộ đồ lên nghĩ cho cha là đủ xuống. Bây giờ các bạn đã chế và sáng tác này giống cha của hoàng giả, cha samba, quá dữ dội luôn. Nhớ kiểm tra lại hàng của mình chứ cha nó ấn tượng, nó tô một cái là cành lắm nha. Quá ấn tượng. Cha này sự quyến rũ rất mộc mạc. Cô bé đến từ quê hương mình chúng ta. Và các bạn sẽ được xem và các bạn được chọn vị trí thích hợp để thể hiện nhạc của ban tổ chức, lời của ban tổ chức. Các bạn thể hiện 1, 2, 3, bắt đầu. Hình nói chưa quay được của chi đội 3 cho nên gắn làm lại. Góc nhìn phải rộng ra. Bộ phận ghi hình báo các bạn đang truyền hình trực tiếp tại Đồ Sơn, tôi đề nghị bộ phận ghi hình phải ghi rộng ra. Chi đội 3 là lẹ quá con rồi. Quá bộ phận ghi hình có là 1, 2, 3 up like boom. Wow, boom. Wow. Tôi cần sự cổ vũ của các cổ động viên. Wow.
đang sinh cho lòng ta đã chìm đắm. Với nắng sáng cùng tâm em bước đi lòng anh xuân xa. Hai máu xin. Giờ rồi là thi thử thôi. Đi thử là phải gắn lại. Khi nào thi thiệt em mới tin. Đi gắn lại. Đi cất rồi lẹ vậy. Đi thử quá. Rồi các bạn thân mến, ngồi xuống để mà cái ánh sáng nó có chớp chớp nó đẹp các bạn. Các bạn ngồi xuống. Các bạn giúp tôi. Thi thử. Các bạn bắt đầu thi thiệt á. Ngồi xuống. Thầy phải báo các bạn phải ngồi xuống để cái ánh sáng. Có những lúc bộ phận của anh Hưng cho anh sáng chớp chớp mà. Có những lúc anh Hưng cho anh sáng chớp chớp. Có những lúc anh Hưng cho anh sáng trắng mà. Kính thưa bà giám khảo, trong yêu cầu của chương trình giao lưu tối nay, mỗi đội có một người cha 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 thể hiện ban lệnh cha năng. Và đặc biệt đó là sự thăng hoa của cha cha cha. Nhớ nha, ngồi xuống đi các bạn. 1, 2, 3, 4. Và bây giờ bắt đầu thi điệp. Âm nhạc sẽ chuẩn bị dành cho chia đội 1. Chia đội 1 lúc này phải cổ vũ cái đội của mình đó. Chia đội 2, chia đội 3, anh Nguyên chào đợi. 1, 2, 3. Đổi nhạc 3, 2, 1. Không có nhạc cũ. 3, 2, 4. Lúc này bài giám khảo và các bạn có dịp nhìn lại những nét tiêu biểu. Chỉ thể hiện những nét tiêu biểu của chi đội 1. Chỉ có được vài giây nữa thôi. Những nét tiêu biểu chi đội 1 có cái gì? Nét tiêu biểu chi đội 1 có cái gì ở đây? Sự thăng hoa của chi đội 1. Bây giờ ban giám khảo sẽ nhìn lại những nét tiêu biểu của chi đội 2. Ấn chữ chỉ bắt đầu. Đây là những nét tiêu biểu của chi đội 2. Ôi cái váy cũ đó rồi.
gì đâu ba, cái kia đâu, cái kia có gì đâu ba đâu, cái kia đâu, cái kia đâu, mày gắn vô, mày gắn vô, một những cái mà tiêu biểu của mình mà hình như là đến tiêu biểu chắc gỡ nữa hay sao á. Tao thấy là quá ấn tượng, đây sự tiền, ở đây là cái khăn trải bàn ăn cơm mà để mời khách đó. Chi đội ba, những cầu thủ viên chưa sẵn sàng, những tiêu biểu bắt đầu. Thôi thiết nghĩ chương trình mà truyền hình trực tiếp có thể nói là rất ấn tượng và chương trình trực tiếp này. Bây giờ các bạn ngồi xuống để xem cái những gì mà chúng ta đã có được. Mà các bạn thân mến, bên tay trái của các bạn ban giám khảo sẵn sàng. Bắt thẳng ra, tôi nghĩ là phụ trách đội của chúng ta liên quan toàn quốc lần này rất ấn tượng, học tập được nhiều, vui chơi, giao lưu, trao đổi. Và đây là những gì tài năng của các bạn đến từ chi đội 1. Chi đội 1, cha cha cha, bài giám khảo bắt đầu. 18, 18, 19 và 19. Những gì của chi đội 2 đã thăng hoa và những gì mà các bạn đã làm trên lịch sử nữa đây. 2014 được ghi dấu ở đây. Bắt đầu, bài giám khảo. 18, 18 điểm 5, 19 điểm 5 và 19 điểm 5. Những gì của chi đội ba, ban giám khảo bắt đầu. Đất nước rộng bóng cờ, đất nước trọng niềm vui, đất nước của những thiếu nhi Việt Nam, đất nước của thế hệ ngày hôm nay. Một trong những nhạc phẩm đội ta lớn lên cùng đất nước, nhạc phẩm được các bạn chi đội một thể hiện. Các bạn có 10 giây để bước lên sân khấu. 10. Kính thưa ban giám khảo, và phần thi này là tiết mục ca múa nhạc đến từ ba cụm. Ban giám khảo tiếp tục chấm điểm độc lập không hội ý ba đội của chúng ta. Và ban giám khảo cũng như đại biểu sẽ thưởng thức đội ta lớn lên cùng đất nước qua các bạn của chi đội 1 thể hiện. Đến giờ phút này chi đội 3 đã ngồi vào vị trí đúng, thưởng một điểm cho chi đội 3. Địa hình, xin mời các bạn đội hình của mình không được mất. 5 4 3 2 bắt đầu. Ta lớn lên cùng đất nước.
thanh thiếu nhi Việt Nam vì đội ta lớn lên cùng đất nước. Xin cảm ơn ca buổi nhạc của Chi đội 1. Các bạn thân mến, anh Kim Đồng ơi, anh Kim Đồng ơi, tiền qua rồi gương anh sáng ngời đời ta. Kim Đồng, một người đội viên, đầu tiên người đội viên thiếu niên tiền phong của chúng ta sẽ mãi tại quê hương Cao Bằng, Bắc Bó. Và những gì thông điệp đó đến từ các bạn của Chi đội 2, Chi đội được thể hiện tác phẩm của mình và bài ca múa nhạc Kim Đồng. Chúng ta dành tràng vỗ tay vừa dự đi bài Kim Đồng của Chi đội 2 bắt đầu. Những cổ động viên của Chi đội 2. Vào đi Kim Đồng lên chiến thù, Kim Đồng quê hương biết bao sao mù, Kim Đồng thay cha dòng mây vô cùng, thay Kim Đồng ơi, Kim Đồng ơi, người nghe xa rồi, người xa người, xa người người ta của nơi, bao phê.
phẩm và trình bày tác phẩm Yêu Gì Thế Giới Liên Quan của Chi Đội Ba. Vàng đèn trắng, nước ra không chia tấm lòng. Cơn chiến tranh quân ngàn chúng ta trao tình. Cùng hoàn công quân ngàn đảng ta ước mong một ngày sáng tươi mặt nhau để hoan thái bình. Vui liên hoa yêu gì thế giới ta ta hát vang lên niềm vui cao vang lên tay nắm tay hòa biết lui trong tương lai tươi sáng tiến lên theo nhịp đời. Rất ấn tượng cho Ali Abu Abedin. Bảo bà là cái điện thành đâu rồi. Yeah, những gì của chị đội ba đã thể hiện rất ấn tượng và đầy sự rung động. Các bạn phụ trách đội toàn quốc thân mến, tôi có rất nhiều tình cảm đến với các bạn. Tôi không nghĩ rằng một kỳ trại ngoài những kiến thức chuyên môn thi, ngoài những hoạt động của chương trình của chúng ta cho hoạt động, mà các bạn đã dành một tình cảm rất lớn cho nghệ thuật và dành rất lớn hơn cho những tình bạn của đội toàn quốc, cái mà chúng ta được có những ngày qua. Mặc dù lao động và thi chúng ta rất là căng thẳng, nhưng những gì đó là các bạn để lại kỷ niệm và xem như đó là hành trang của một đội toàn quốc. Còn bây giờ, các bạn trở về vị trí tôi điểm để các bạn để ghi số điểm của ban giám khảo. 10,